Hello các bạn đã trở lại với cái kênh ẩm thực của mình. Thì ngày hôm nay mình lại có một món ăn rất là ngon muốn mang đến cho các bạn, đó chính là món mì cay. Nhưng mà mì cay theo dạng là dạng trộn mì cay khô, nhưng nó trộn lại nha các bạn, chứ không phải là mì cay mà có nước nha. Đó là mì trộn, mì cay trộn hải sản. Một phần như thế là 49k đó. Đây là trong cái khu công nghiệp V-Ship 1 ở Thuận An Bình Dương, ngay cái đường D1 nha các bạn. Đó, mình cũng lanh quăng trong mấy cái đường D1 để mình tìm kiếm những cái quán và cái món ăn để mang đến cho các bạn để cùng nhau mà mình thường thưởng thức và tham khảo nha. Đây, cái món mì trộn này 49k này các bạn, mì trộn hải sản. Và bên đây menu nó còn rất là nhiều cái món mì cay khác nhau, mì cay bò, kim chi, tùm lum hết nè. Như cái món ăn thêm và phần nước nữa. Quán thiết kế cũng rất là đẹp luôn các bạn. Đấy. Và đây là tô mì cay trộn của chúng ta đây, nó có hai con tôm, nó không có nước nữa các bạn, nó có cái nước sốt thôi, còn nước là không có nha. Ăn cũng rất là cay đó. Cho mình hai con tôm nè, đây giờ những cái phần rau, cà rốt, rồi cải nè, bông cải nè, nấm kim chi, hành lá rất là nhiều, nó có mực nè, có những phanh mực nè, đó, bông cải nè, cải tím, cải xanh, cà rốt, rồi kim chi, nấm, rất là nhiều đó, rất là nhiều gia vị trong đây. Nó có một cái nước sốt vậy thôi, nó không có cái gì khác nha. Có chả cá nữa nè, nó những cục chả cá. Nước cái nước sốt này nó rất là cay nha, nó cũng rất là cay đó. Mình đang ăn chế độ cấp độ 1 thôi. Nếu các bạn mang cấp độ 2, 7 thì các bạn nói tiệm nó sẽ làm càng cay hơn. Nhưng mà mình cảm thấy cấp độ 1 là cũng vừa ăn với mình rồi. Lượng sức mà chơi đó các bạn, lượng sức mà ăn cay quá nó cũng không có ngon. Ăn cay đúng đúng cái độ của mình thì nó rất là ngon, nhưng mà mình ăn cay đúng cái độ của mình như vậy là rất là ngon nè. Mì cay cấp 1 nè đó. Mì trộn chứ, mì trộn mà mì cay trộn hải sản cấp 1 đó, nó có mì nè, chủ yếu là mì thôi, mì đó, mì trộn với cái phần nước sốt cay này rất là ngon luôn. Thì đó, mình chỉ review sơ cho các bạn về cái mì cay trộn hải sản của mình, thì nó có hai con tôm, có mực, có chả cá, thế thôi. Nó không có nghêu sò, ốc hến giống như là mì cay có nước nha. Đó, nói chung là cũng rất là ngon các bạn, ăn cũng cay đó, chứ không phải là không cay đâu nha. Mì trộn hải sản này, mì cay trộn hải sản này cũng rất là ngon. Đó, có những phần mực, chả cá, hành tây, nước sốt, cà rốt, nói chung là rất là nhiều. Cải trong đây rất là ngon, nhiều đó, mình thích nhất là hai con tôm chà bá luôn, ăn rất là sướng luôn. Nói chung là ăn giống như kiểu mà mì xào luôn các bạn, mì xào nhưng mà đây là mì cay nha, trộn hải sản, nói chung là cũng rất là cay và rất là ngon. Nằm trên đường khu công nghiệp D1, khu công nghiệp V-Ship 1 Bình Dương, Thuận An nha các bạn, Thuận An Bình Dương. Cảm ơn các